hình ảnh trước mặt các bạn đang xem đó là chiếc tàu cái nha. Chiếc này chạy máy Cummins R4 nha các bạn. Bề ngang của nó là 5m8 ha. Bề dài của nó là 22m thấy các bạn. Ghe màu đậm. Màu này là đẹp. Trắng đỏ. Ghe này mới đóng 2 năm mà bền. Rồi đây mấy anh này quay đầu để làm gì đây? Tiếng máy Cummins nó hú nghe ríu ríu. Bữa nay hình như chưa có chạy gì hết, đang làm công việc gì không biết nữa. Cái này cabin 3 tầng nha các bạn. Nhưng mà cái tầng trên cùng thì nó có khoảng một nửa, còn một nửa thì ống cái ngăn nó để chứa đồ nha. Đây, muốn cập một chiếc ghe vô bến cũng phải cả một cái điều khó khăn ha. Chứ đâu phải muốn chạy vô cập vô cái một cập đâu. Nhiều khi nó bá vô trụ xi măng đó đó. Người ta bể bè của mình nữa, chóc keo. Lúc trước giờ mình thấy nhiều cặp ghe màu màu cũng đẹp lắm, nhưng mà cặp ghe này mình thấy ưng ý cái màu này nè, trẻ trung và nó đẹp ha. Ghe này ở ngoài hòn á các bạn, chủ ghe ở ngoài hòn á, chứ không phải trong đất liền. Cái chiếc này tàu cái ha, chiếc kia tàu đực ha. Nó cũng ngang ngang với nhau, hai chiếc chủ ghe họ đóng ngang ngang với nhau, kích thước bằng nhau hết luôn, tấm một cặp đó. Cặp này nếu mình đón là nó, nếu mà đóng mới luôn máy thì mình không biết sao. Hai máy Cummins R4 đóng mới luôn đó, mình đón là trên 8 tỷ đó các bạn. Cây thường nữa nha. Nếu mà cây sao á, cây sao mắc tiền này nọ đó là chắc có thể là trên 10 tỷ 12 tỷ đổ lên đó. Một cặp này nè. Tại vì ghe Kiên Giang đóng mắc hơn mấy ghe tỉnh khác nha các bạn. Rồi lớp nào lắp keo nguyên chiếc nữa. Lắp keo hai chiếc này là trên 1 tỷ rồi. Một chiếc mấy trăm triệu một chiếc á. Thì lắp keo. Rồi vậy là clip này đến đây kết thúc nha. Rồi bữa nay mấy anh chưa có chạy, nên khi nào chạy mình quay thêm một clip nữa nha. Bye bye nha, chào các bạn nha.